Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc. Sau đây, mời các bạn cùng đón xem tử vi 12 con giáp Chủ nhật ngày 26 tháng 7 năm 2020. Âm lịch là ngày 6 tháng 6 năm Canh Tý. Hôm nay là ngày Canh Ngọ, tháng Quý Mùi năm Canh Tý. Giờ hoàng đạo trong ngày: giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Kỷ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Về ngũ hành niên mệnh Lộ Bàng Thổ, ngày Canh Ngọ, tức chi khắc can, nghĩa là họa khắc với kim. Ngày này là ngày hung, không được tốt cho lắm các bạn nhé. Về nạp âm, Lộ Bàng Thổ, Kỷ Tuổi, Giáp Tý, Bính Tý, ngày thuộc hành thổ, khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi Bính Ngọ, Nhâm Tuất thuộc hành thủy, không sợ thổ. Ngày Ngọ lục hợp với Mùi, tam hợp với Dần và Tuất thành hỏa cục, xung với Tý, hình Ngọ, hình Dậu, hại Sửu và phá Mão, tuyệt hợi. Tiếp theo, mời các bạn cùng đón xem tử vi 12 con giáp ngày 26 tháng 7 năm 2020 như sau nhé. Đầu tiên, mời các bạn cùng đón xem tử vi Chủ nhật ngày 26 tháng 7 năm 2020 của tuổi Tý như sau nhé. Trong ngày Chủ nhật này, đối với bạn tuổi Tý, cái vận trình của bạn không được suôn sẻ cho lắm. Trong niềm vui có cả những nỗi buồn. Và ngày này với bạn tuổi Tý, bạn đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu, cho thấy cái chuyện tình cảm của bạn đang gặp vấn đề riêng tư đó bạn tuổi Tý nhé. Và ngày này với bạn tuổi Tý, bạn không biết tiết chế cảm xúc của mình, khiến cho đối phương cảm thấy ngạt thở trong cái chuyện tình yêu của bạn. Bạn mệnh hãy để cho người ấy có khoảng thời gian riêng cho mình nhé bạn tuổi Tý nhé. Bên cạnh đó, trong ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tý, ngày này bạn cũng đang gặp chính quan xuất hiện. Cái điều này bạn làm cho bạn quá chú tâm đến cái chuyện tình cảm. Và bạn tuổi Tý, bạn cần hãy tập trung hơn cho công việc của mình. Có những chuyện không thực sự cần thiết phải quan tâm, công việc lúc này là quan trọng hơn hết bạn tuổi Tý nhé. Ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi Tý, tuổi Giáp Tý thuộc kim nên tiết chế cảm xúc của mình. Về tuổi Bính Tý thuộc thủy thì bạn cần phải biết thứ gì là quan trọng để mà làm việc nhé. Về tuổi Mậu Tý thuộc hỏa, có những việc đừng có kỹ càng quá bạn nhé. Về tuổi Canh Tý thuộc thổ, cái chuyện tình cảm của bạn đang có cái điểm báo của cái sự rạn nứt rồi. Về tuổi Nhâm Tý thuộc mộc, công việc của bạn có phần được suôn sẻ hơn bạn tuổi Nhâm Tý nhé. Sự nghiệp được đánh giá là 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao. Về tình cảm 3 sao, có số may mắn số 3, số 7, số 56, 72, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi Chủ nhật ngày 26 tháng 7 năm 2020 của bạn tuổi Sửu. Trong ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Sửu, bạn cũng đang có cái điềm báo chẳng gặp được may mắn cho lắm đâu nhé. Ngày này với bạn tuổi Sửu, bạn đang gặp ngày ngũ hành Sửu Ngọ tương hại. Cái điều này làm cho bạn tuổi Sửu không nhanh chóng tìm cách giải quyết được công việc, thay vào đó càng cảm thấy đánh mất đi hạnh phúc cả về cái chuyện tình cảm nữa đó bạn tuổi Sửu nhé. Ngày này với bạn tuổi Sửu, sự nóng giận thất thường khiến cho bạn trở nên xấu xí hơn trong hình ảnh mọi người.
bạn hãy suy nghĩ tích cực và lạc quan hơn, thay vì cứ nghi ngờ vô cớ, tự mình đẩy cái cuộc sống gia đình vào địa ngục với bạn tuổi Sửu nhé. Và ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Sửu, ngày này bạn cũng đang gặp thương quan xuất hiện. Cái điều này làm cho tâm trạng của bạn bất ổn và cũng khiến cho bản mệnh không thể tập trung tốt vào công việc của mình. Bạn dễ mắc phải những cái sai lầm không đáng có và khiến cho cấp trên có thể khiển trách bạn nữa đó. Về tuổi Ất Sửu thuộc Kim, ngày này bạn tự làm khổ bản thân mình. Về tuổi Đinh Sửu thuộc Thủy, tâm trạng của bạn thất thường. Về tuổi Kỷ Sửu thuộc Hỏa, bạn nóng giận vô cớ. Về tuổi Tân Sửu thuộc Thổ, bạn cần phải tiết chế cảm xúc của mình nhé. Về tuổi Quý Sửu thuộc Mộc, bạn cần phải tập trung hơn cho cái công việc của mình đó. Về sự nghiệp của bạn được đánh giá là 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn của bạn tuổi Sửu trong ngày này: số 2, số 9, số 7, 6. Giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường: màu vàng, màu nâu. Quý nhân phù trợ: tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi Chủ nhật ngày 26 tháng 7 năm 2020 của bạn tuổi Dần. Xem tử vi ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi Dần, ngày này cho chúng ta thấy rằng là cái vận trình của bạn tuổi Dần trong ngày này khá chi là bất ngờ, với những cái may mắn liên tục đến với bạn trong ngày nhé. Ngày này với bạn tuổi Dần, bạn mệnh được người ấy trao cho những cái món quà vô cùng là quý giá. Cái chuyện tình yêu của bạn khiến cho bạn không thể nhận ra chính mình, bởi nó khiến cho bạn trở nên tốt đẹp hơn, vui tươi hơn và trẻ trung hơn trong mắt mọi người và người thân yêu của bạn nữa đó. Và bạn tuổi Dần, bạn hãy mãi là cái ngọn lửa tình yêu khi mà nó đang mang tới cho bạn nhiều cái lợi ích thiết thực đến như thế nhé bạn tuổi Dần nhé. Trong ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Dần, ngày này bạn cũng có được thiên ấn xuất hiện. Cái điều này báo hiệu cho bạn những cái khó khăn và thử thách sắp tới sẽ chẳng khiến cho bạn nản lòng đâu nhé. Bạn tuổi Dần, bạn hãy sẵn sàng chiến đấu, dù cho có cái chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, khả năng sáng tạo của bạn là vô cùng luôn bạn tuổi Dần nhé. Đối với bạn tuổi Giáp Dần thuộc Thủy, trong ngày này cái chuyện tình cảm của bạn gặp nhiều may mắn. Đối với bạn tuổi Bính Dần thuộc Hỏa, bạn nên đón nhận tình yêu của mình nhé. Về Mậu Dần thuộc Thổ, công danh sự nghiệp của bạn thì được thăng tiến. Bạn tuổi Canh Dần thuộc Mộc, công việc của bạn cũng rất chi là thuận lợi. Về tuổi Nhâm Dần thuộc Kim, bạn có được nhiều điều mình mong muốn bạn tuổi Nhâm Dần nhé. Đánh giá chung, sự nghiệp của bạn tuổi Dần 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm của bạn 5 sao. Về con số may mắn của bạn tuổi Dần trong ngày này: số 4, số 6. Giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường: màu đen, màu vàng. Quý nhân phù trợ: tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi Chủ nhật ngày 26 tháng 7 năm 2020 của bạn tuổi Mão. Xem tử vi ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy rằng bạn tuổi Mão trong ngày này bạn đang tỏ ra chán nản khi mà cái chuyện tiền bạc cứ đi theo hướng của bạn mà bạn chẳng thể nào kiểm soát được cục diện tương phá, làm cho bạn tuổi Mão gặp nhiều tai họa phá tài bạn tuổi Mão nhé. Ngày này đối với bạn tuổi Mão, bạn mệnh tin lầm người, cho nên giờ phải gánh chịu cái hậu quả và bạn nên xem lại cái mối quan hệ xã giao của mình. Mất tiền để biết một người còn hơn là mất thêm nhiều thứ khác nữa bạn tuổi Mão nhé. Trong ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Mão, ngày này bạn đang gặp chính ấn xuất hiện. Cái điều này làm cho bạn được cấp trên tin tưởng, trao thêm cho nhiều cái nhiệm vụ
trọng trách quan trọng khác nữa. Khả năng làm việc của bạn tuổi Mão trong ngày này lại rất chi là tốt, tinh thần của bạn cũng rất tốt, cống hiến hết mình vì công việc giúp cho bạn tuổi Mão tiến lên khá chi là nhanh đó nhé. Về tuổi Ất Mão thuộc Thủy, trong ngày này công danh sự nghiệp của bạn thì được thăng tiến. Tuổi Đinh Mão thuộc Hỏa, tiền bạc của bạn có phần bị tổn hao. Và tuổi Kỷ Mão thuộc Thổ, ngày này bạn đang có cái điềm báo dễ bị lừa gạt nhé. Về tuổi Tân Mão thuộc Mộc, bạn cần làm hết sức mình vì công việc trong ngày này thì mới đạt được kết quả nhé. Về tuổi Quý Mão thuộc Kim, tinh thần của bạn có phần không được ổn định cho lắm bạn tuổi Quý Mão nhé. Đánh giá chung về phương diện sự nghiệp của bạn tuổi Mão trong ngày này là 5 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe của bạn 4 sao, các chuyện tình cảm của bạn được 4 sao nhé. Về con số may mắn, số 1, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Hợi, tuổi Mùi. Tử vi chủ nhật ngày 26 tháng 7 năm 2020 của bạn tuổi Thìn. Trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Thìn, cái vận trình của bạn, bạn cần phải tự động viên bản thân mình để không quá bất ngờ trước những cái niềm vui sắp ập tới với bạn nhé. Ngày này với bạn tuổi Thìn có được thực thần trao cho bản mệnh cái nguồn tài lộc đầy tay luôn với bạn. Bạn muốn nếm đếm tiền cùng mỗi tay luôn bạn tuổi Thìn nhé. Ngày chủ nhật này với bạn tuổi Thìn, cái chuyện làm ăn kinh doanh của bạn cũng rất chi là thuận lợi ngoài sức mong đợi, và bạn nhanh chóng tìm được đúng hướng đi cho mình, tiền bạc cứ thế ùn ùn đổ về nhà luôn với bạn. Bên cạnh đó, trong ngày này với bạn tuổi Thìn, bạn cũng đang gặp được ngày hỏa dưỡng cho thổ, cho nên cái con đường tình duyên của bản mệnh cũng đang được khởi sắc rực rỡ nhé. Đào hoa nở rộ và bạn tuổi Thìn, bạn tìm được tình yêu của đời mình một cách vô cùng là tình cờ, cũng như là rất đổi lãng mạn luôn bạn tuổi Thìn nhé. Ngày này đó, đối với bạn tuổi Giáp Thìn thuộc Hỏa thì cái chuyện tình cảm của bạn rất chi là chân thành. Còn đối với bạn tuổi Bính Thìn thuộc Thổ, tiền bạc của bạn có được dồi dào. Đối với bạn Mậu Thìn thuộc Mộc thì có nhiều ước muốn trong ngày. Đối với bạn tuổi Canh Thìn cần phải nỗ lực hơn nữa. Đối với bạn tuổi Nhâm Thìn thuộc Thủy thì tình yêu thương của bạn không cần phải đong đếm bạn tuổi Nhâm Thìn nhé. Đánh giá chung của bạn tuổi Thìn trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp là 4 sao, cái nguồn tài lộc là 5 sao, về sức khỏe của bạn 4 sao, về cái chuyện tình cảm là được 5 sao nhé. Con số may mắn của bạn tuổi Thìn, số 2, số 6, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi chủ nhật ngày 26 tháng 7 năm 2020 của bạn tuổi Tỵ như sau. Trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tỵ, cái vận trình của bạn đang có cái điềm báo có phần cảm xúc khi mà tam hội cục quý nhân đến bên bạn, chỉ cho bạn thấy được sự quan trọng của gia đình. Và bạn tuổi Tỵ, bạn cần phải nhìn thấy được cái sai lầm của mình và quyết tâm sửa đổi bạn tuổi Tỵ nhé. Cuộc sống bận rộn khiến cho bạn tuổi Tỵ bỏ bê đi những giá trị đáng quý giá của gia đình. Nhưng cũng may là bạn tuổi Tỵ luôn được người thân thông cảm. Nhờ vậy mà bạn vẫn còn cái cơ hội để thay đổi tất cả mọi thứ cho trở nên theo cái chiều hướng tốt đẹp hơn nhé. Bên cạnh đó, trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tỵ, ngày này bạn cũng đang được Tỵ Kim xuất hiện. Cái điều này làm cho bạn có được cái sự mạnh mẽ và khá chi là cố chấp nữa. Khi không thể chịu đựng được cái việc người khác giỏi hơn mình, dù bạn tuổi Tỵ
dù cho có đối phương phải đưa ra cái lời góp ý như thế nào thì bạn cũng đang bị chỉ dạy, bị phản kháng chứ chẳng thể tiếp thu được đâu bạn tuổi Thị Tỵ nhé. Ngày này đối với bạn tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa thì công danh của bạn có phần bị sa sút. Đối với bạn tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ, công việc của bạn thì chưa được đủ tốt nhé. Đối với bạn tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc, cái chuyện tình cảm của bạn có phần được vượng phát. Đối với bạn tuổi Tân Tỵ thuộc kim, gia đình thì có được cái sự hòa hợp. Còn đối với bạn tuổi Quý Tỵ thuộc thủy, bạn có được nhiều niềm vui bất ngờ đến trong ngày đó. Đánh giá chung về bạn tuổi Tỵ trong ngày chủ nhật này là về phương diện sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe của bạn 3 sao và tình cảm 4 sao. Con số may mắn của bạn tuổi Tỵ trong ngày số 3, số 9, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu và tuổi Thân nhé bạn tuổi Tỵ nhé. Tử vi chủ nhật ngày 26 tháng 7 năm 2020 của bạn tuổi Ngọ như sau. Xem tử vi ngày chủ nhật này với bạn tuổi Ngọ, ngày này cái vận trình của bạn đang có cái sự cảnh báo về những cảm xúc bất thường trong lòng bạn nhé. Ngày này với bạn tuổi Ngọ có những cái suy nghĩ tiêu cực, không nhìn thấy được những cái điều tốt đẹp mà chỉ toàn thấy những cái điểm điên trong ngày không. Và bạn tuổi Ngọ trong ngày này bạn cũng đang gặp ngày Ngọ Ngọ tự hình, bạn cần phải chấn chỉnh lại cái tinh thần của mình, chính mình đi bạn tuổi Ngọ nhé. Bạn tuổi Ngọ, bạn có biết là tâm trạng của mình cũng sẽ ảnh hưởng khá chi là nhiều đến cái vận trình tình duyên không đó. Và bạn đừng có tự khiến cho mình lao dốc bạn tuổi Ngọ nhé. Bên cạnh đó, trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Ngọ, ngày này bạn cũng đang gặp ngày có kiếp tài giáng họa. Đủ cái chuyện xảy ra trong ngày với bạn, bạn tuổi Ngọ, bạn chẳng quá quan tâm đến cái chuyện tiền bạc nên mới mặc kệ cho tiền chảy như nước ra khỏi túi của mình như thế nào mà không buồn tìm cách ngăn cản lại đâu đó bạn tuổi Ngọ nhé. Trong ngày này, đối với bạn tuổi Giáp Ngọ thuộc kim thì tình duyên có phần bị kiếm sắc. Đối với bạn tuổi Bính Ngọ thuộc thủy thì tiền bạc của bạn cũng bị tổn hao. Đối với bạn tuổi Mậu Ngọ thuộc hỏa, cái chuyện nhiều chuyện xảy ra với bạn làm cho bạn có phần kém may mắn trong cái vận trình của mình nhé. Đối với bạn tuổi Tây Canh Ngọ thuộc thổ, tâm trạng của bạn thì bất ổn. Còn đối với bạn tuổi Nhâm Ngọ thuộc mộc, gia đình của bạn đang có cái sự bất hòa bạn nhé. Đánh giá chung về sự nghiệp của bạn tuổi Ngọ trong ngày chủ nhật này 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Về con số may mắn của bạn tuổi Ngọ trong ngày số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi chủ nhật ngày 26 tháng 7 năm 2020 của bạn tuổi Mùi như sau. Xem tử vi ngày chủ nhật này với bạn tuổi Mùi, ngày này cái vận trình của bạn lại đang gặp được ngày Ngọ Mùi nhị hợp. Cho nên những bạn tuổi Mùi trong ngày này đứng trước nhiều cái cơ hội về cái chuyện tình duyên của mình lắm đó. Và bạn tuổi Mùi trong ngày này không chỉ được nhiều người quý mến mà còn được nhiều người yêu bạn lắm nhé. Bạn tuổi Mùi có biết bao nhiêu trái tim thổn thức chỉ vì bạn gật đầu đồng ý đó luôn. Bạn mệnh chỉ cần lắng nghe tiếng gọi của trái tim mình mà thôi. Đừng quan tâm quá nhiều đến những cái lời bàn tán của mọi người bạn nhé. Bên cạnh đó, trong ngày này với bạn tuổi Mùi, bạn lại đang gặp thương quan xuất hiện. Cái điều này làm cho công việc của bạn tuổi Mùi cũng không được tốt cho lắm. Bạn đang nhìn nhận vấn đề một cách lệch lạc, không đi đúng hướng mà
mình vạch ra đầu từ đầu toàn là những cái sai lầm, nối tiếp sai lầm với bạn đó. Đánh giá chung đối với bạn tuổi Ất Mùi thuộc kim, cái chuyện tình cảm của bạn có phần được thăng hoa nhẹ nhẹ. Còn đối với bạn tuổi Đinh Mùi thuộc thủy, công việc của bạn cũng kém may mắn. Đối với bạn tuổi Kỷ Mùi thuộc hỏa, tinh thần của bạn bị bất ổn. Đối với bạn tuổi Tân Mùi thuộc thổ, có nhiều người thương trộm nhớ nhé. Đối với bạn tuổi Quý Mùi thuộc mộc, gia đạo có phần được an yên. Đánh giá chung về cái phương diện sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Về con số may mắn, số 1, số 6, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Tử vi chủ nhật ngày 26 tháng 7 năm 2020 của bạn tuổi Thân. Xem tử vi ngày chủ nhật này với bạn tuổi Thân, ngày này cái vận trình của bạn tuổi Thân, bạn đang có được cái báo hiệu quân lộc trời cho bạn nhé. Ngày này với bạn tuổi Thân, bạn gặp được ngày có thiên tài trợ mệnh. Bạn tuổi Thân làm gì cũng được cái sự may mắn, được thuận lợi, kiếm tiền nhiều như là hái ra nước và chẳng gặp phải cái vấn đề gì xảy ra đó. Bạn tuổi Thân trong ngày này sẽ có người mang tới cho bạn tận tay những cái cơ hội kiếm tiền. Bạn mệnh biết cách sắp xếp thời gian trong ngày thì sẽ nhanh chóng nắm bắt được cái cơ hội mà tăng thêm thu nhập cho gia đình, cho bản thân mình nhé. Tuy nhiên, trong cái ngày chủ nhật này với bạn tuổi Thân, ngày này bạn lại đang gặp ngày hỏa khắc kim. Vì vậy, cái chuyện tình cảm của bạn tuổi Thân trong ngày này lại có phần không được may mắn, đang có cái điểm báo, có cái sự rối ren phức tạp đến với bạn. Bạn tuổi Thân trong ngày này không để cho mình mất nhiều thời gian vào cái việc vun vén gia đình mà cần phải kiếm tiền, thì tất nhiên những cái vấn đề về cái chuyện tình cảm của bạn sẽ từ từ êm xuôi bạn tuổi Thân nhé. Về đánh giá chung đối với bạn tuổi Giáp Thân thuộc thủy, bạn cần phải cân đối thời gian lại cho mình. Còn đối với bạn tuổi Bính Thân thuộc hỏa, gia đình có phần kém hòa thuận. Còn đối với bạn tuổi Mậu Thân thuộc thổ, tiền bạc của bạn có phần được dồi dào hơn. Đối với bạn tuổi Canh Thân thuộc mộc, bạn nên biết cách hâm nóng lại cái chuyện tình cảm cho mình nhé. Còn đối với bạn tuổi Nhâm Thân thuộc kim, bạn có nhiều cái sự mâu thuẫn không đáng có đâu luôn. Đánh giá chung về sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Về con số may mắn, số 2, số 5, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tử vi chủ nhật ngày 26 tháng 7 năm 2020 của bạn tuổi Dậu như sau. Ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dậu ạ, xem tử vi cho chúng ta thấy rằng là trong ngày này bạn đang gặp được ngày có cái báo hiệu tài chính nhập cục. Bạn tuổi Dậu không cần phải lo lắng nhiều về vấn đề tiền bạc trong ngày đâu bạn nhé. Ngày này với bạn tuổi Dậu, tài chính của bạn thì được vững vàng. Cái điều này giúp cho bạn thoải mái làm những điều mình muốn. Nhưng bạn hãy học cách tiết kiệm hơn nữa bạn tuổi Dậu nhé. Bên cạnh đó, trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dậu, ngày này bạn cũng đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung, Tý Ngọ Mão Dậu. Cái điều này làm cho cái vận trình tình cảm của bạn lại không được may mắn, suôn sẻ cho lắm nhé. Và bạn tuổi Dậu, cái chuyện tình cảm của bạn và người ấy không được suôn sẻ, đôi bên đều có những cái lỗi nhưng không ai chịu xuống nước, có những cái vấn đề cần phải ngồi lại và bàn bạc với nhau bạn tuổi Dậu nhé. Ngày này đối với những bạn còn độc thân thì cảm thấy bất mãn khi mà người mình yêu lại không yêu mình, còn người yêu mình thì bản thân lại chẳng cảm thấy có chút cảm xúc nào cả. Thật là
một vòng tròn luẩn quẩn mà bạn chỉ muốn thoát ra đó. Đánh giá chung, tuổi Ất Dậu thuộc thủy, tình cảm của bạn không được như ý muốn. Đối với bạn tuổi Đinh Dậu thuộc hỏa, nhiều chuyện bất đồng xảy ra với bạn trong ngày. Đối với bạn tuổi Kỷ Dậu thuộc thổ, tiền bạc của bạn lại có phần được dư giả nhé. Đối với bạn tuổi Tân Dậu thuộc mộc, bạn nên học cách tiết chế, tiết kiệm hơn. Đối với bạn tuổi Quý Dậu thuộc kim, bạn đừng quá căng thẳng nhé. Sự nghiệp được đánh giá là 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Về con số may mắn của bạn tuổi Dậu trong ngày này, số 3, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Thìn, tuổi Sửu. Tử vi chủ nhật ngày 26 tháng 7 năm 2020 của bạn tuổi Tuất. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Tuất ạ, cho chúng ta thấy rằng là về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Tuất trong ngày này lại rất chi là may mắn, rất chi là suôn sẻ, đào hoa khởi sắc. Bạn tuổi Tuất trong ngày này bạn gặp ngày ngũ hành tam hợp dần ngọ Tuất. Cho nên đào hoa nở rộ, bạn dễ gặp được người tâm đầu ý hợp với mình lắm luôn bạn tuổi Tuất nhé. Và ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Tuất, ngày này bạn cũng đang gặp được ngày có thực thần xuất hiện, trao cho bạn thêm những cái cơ hội kiếm tiền rất dễ. Dù có nhiều cái khó khăn trên cái chặng đường phía trước, nhưng bạn tuổi Tuất chẳng hề nản lòng mà cứ thế tiến bước thăng tiến độ. Ông trời chẳng phụ lòng người có công, cái chuyện kinh doanh buôn bán của bạn tuổi Tuất trong ngày này lại càng được thuận lợi hơn, thuận lợi về thu, tăng thêm gấp bội với bạn. Và bạn tuổi Tuất đang đi đúng đường đi, đúng hướng đi rồi đó bạn tuổi Tuất nhá. Về đánh giá chung, bạn tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa, về cái chuyện tình duyên thì được như ý muốn. Về tuổi Bính Tuất thuộc thổ, tiền bạc của bạn có phần được tăng tín, dư giả. Về tuổi Mậu Tuất thuộc mộc, nhân duyên của bạn có được cái sự bất ngờ. Về tuổi Canh Tuất thuộc kim, bạn trong ngày này có được nhiều niềm vui nhé. Về tuổi Nhâm Tuất thuộc thủy, bạn hãy trân trọng hạnh phúc mình hiện có. Về sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Về con số may mắn số 4, số 7. Về giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dần. Tử vi ngày 26 tháng 7 năm 2020, chủ nhật của bạn tuổi Hợi. Xem tử vi ngày chủ nhật này với bạn tuổi Hợi, ngày này cái vận trình của bạn đang có cái điềm báo, đang gặp phải thiên quan chiếu mệnh. Chính cái điều này làm cho công việc của bạn trong ngày không được thuận lợi cho lắm. Và bạn mệnh cần phải khéo léo hơn trong cách xử lý tình huống bất ngờ có thể xảy ra trong ngày với bạn nhé. Ngày này đối với bạn tuổi Hợi, bạn đang có cái điềm báo tiểu nhân quấy phá, có thể ghi hận bởi những cái hành động vô tình của bạn gây ra. Và những chú heo vốn vô tư đôi khi có phần vô tâm, cho nên mới để xảy ra những cái tình cảnh đó. Nhưng nếu như bạn chú ý hơn thì không có cái vấn đề gì xảy ra với bạn nhé, bạn tuổi Hợi nhé. Trong ngày này đối với bạn tuổi Hợi, bạn cũng đang gặp ngày hỏa khắc thủy, là một cái câu chuyện khác vì bạn và người ấy liên tục xảy ra những cái xung đột không thể thống nhất với nhau đó. Mọi người có một cá tính riêng, chỉ cần nhường nhịn nhau một chút là êm xuôi đẹp đẽ thôi bạn tuổi Hợi nhé. Về đánh giá chung, tuổi Ất Hợi thuộc hỏa, cái chuyện tình cảm của bạn cần phải vun vén từ đôi bên. Về tuổi Đinh Hợi thuộc thổ, bạn nên biết cách tiết chế cảm xúc của mình. Về tuổi Kỷ Hợi thuộc mộc, bạn đang có cái điểm báo tiểu nhân quấy phá. Về tuổi Tân Hợi thuộc kim, công việc của bạn có phần bị bất ổn. Về tuổi Quý Hợi thuộc
Thủy, gia đạo của bạn có phần bị bất an nhé. Về sự nghiệp được đánh giá là 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Về con số may mắn, số 5, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip và xin chào và hẹn gặp lại nhé.